Từ 500 gốc chùm cây lúc khởi nghiệp đến đây, anh Tuấn đã có 4.000 gốc quy mô hơn 1 hectare. Ngoài ra, anh còn liên kết với nông dân trồng thêm 3 hectare. Tất cả diện tích trồng chùm cây đều được sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học. Hiện mỗi tháng, cơ sở chùm cây vườn nhà mình cung cấp ra thị trường 500kg sản phẩm, tương đương 4 tấn lá tươi. Mới đây thì anh Tuấn cũng đã đầu tư máy nghiền cho ra bột mịn, vừa giúp đa dạng hóa sản phẩm vừa hướng đến xuất khẩu. Ngoài việc sử dụng lá chùm gây tươi, hiện nay quý khán giả mua ở đâu có thể dễ dàng tìm mua các sản phẩm được sản xuất từ lá chùm gây như trà túi lọc, bánh dinh dưỡng, bột hòa tan hay dầu dưỡng da. Đây đều là những sản phẩm được công nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019.